Các bạn phải qua được cái bước gọi là làm ra một cái sản phẩm chất lượng thì các bạn mới đến được cái khâu là kiếm tiền. Đấy, nó luôn luôn là như vậy. Quy trình bất cứ một cái ngành nghề nào cũng thế thôi. Bạn phải làm ra một cái sản phẩm gì đấy nó phải cực kỳ tuyệt vời, các bạn mới nghĩ đến cái chuyện là kiếm được ra tiền từ nó. Chứ còn nhạc của bạn, các bạn mà làm vẫn còn vớ vẩn, nhạc mà làm vẫn chưa được hay thì bán đúng là không ai mua cả. Đấy, hoặc là bán 50.000. Cái bài viết 50.000 hôm nọ mình có đăng lên Facebook cũng khá là nhiều những cái người người ta vào tương tác, cũng có chửi nhưng mà đa số là khen. Thì cho nên là mình nghĩ rằng là bài viết của mình có thể giúp cho nhiều người, nhưng mà mình nghĩ rằng là những cái người mà người ta phản ứng tiêu cực ấy là đa số là do là cái việc là người ta không không đọc hết bài viết, người ta mới chỉ đọc được một hai câu đầu thôi, người ta comment luôn, tức là chửi luôn chẳng hạn, thì gọi là tay nhanh hơn não. Thì thôi, mình chắc là kiểu không có duyên để mà nhận được cái thông điệp mà mình muốn truyền tải. Mình cái status đấy, mình chỉ muốn truyền tải một cái thông điệp đấy là nếu như bạn có trình độ thì bạn đừng lấy giá rẻ, nó chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà nhiều người người ta không nghĩ vậy, là đấy là bởi vì là người ta có trình độ nhưng mà người ta lại làm với cái giá rất là thấp. Đấy, thì có hai chiều hướng, một là hiểu rằng là mình đang có trình độ cao như vậy mình phải tăng giá mình lên, nhưng người ta lại hiểu ngược lại là mình đang nói rằng cái việc là người ta đang làm nhạc rất là dở. Đấy, tức là người ta đang làm nhạc phân khúc thấp, cho nên là mình đang nói rằng là người ta đang làm nhạc chất lượng kém, chất lượng dở. Đấy, đấy là người ta hiểu ngược lại ý của mình. Ok rồi.